Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai sinh hoạt điểm chuyên đề về đoàn và ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn được diễn ra linh động tại từng trường, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Hoạt động nhằm giáo dục cho thiếu nhi truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khích lệ các em thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, phấn đấu bước vào hàng ngũ của đoàn. Đối với nhà trường thì công việc giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng nói chung cũng như là truyền thống về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng thì luôn luôn được nhà trường chú trọng trong việc nâng cao bằng mọi các hoạt động để các em có cơ hội để rèn luyện, phấn đấu và cả trưởng thành hơn. Từ đó các em có ý chí để mà trở thành một người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tương lai. Em cảm thấy rất là tự hào và ý nghĩa khi được tham gia vào chương trình Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn của Liên đội trường mình. Em thấy đây là một chương trình rất là ý nghĩa nhằm khích lệ học sinh thi đua và học tập trở thành một đội viên tốt, đoàn viên tốt. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thú vị, sôi nổi như hái hoa dân chủ, đổ vui kiến thức về đội, đoàn và các trò chơi vận động, Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn đã góp phần gắn kết các em học sinh trong tham gia các hoạt động đội, đoàn tại cơ sở. Từ đó tạo niềm hứng khởi để các em chủ động tham gia các phần việc, công trình mang non, phong trào kế hoạch nhỏ do liên đội phát động.